quả uy tín, Việt Nam vừa sản xuất tên lửa lên đến 3.000 quả do Nga chuyển giao công nghệ khiến Trung Quốc phát sốt. Việt Nam sẽ sản xuất ra một lô tên lửa cực khủng với số lượng lên đến 3.000 quả, trong đó có đầy đủ các loại tên lửa phóng từ tàu mặt nước, từ trên không và từ đất liền. Thậm chí các chuyên gia còn cho rằng tên lửa của Việt Nam có thể được cải tiến để tấn công các mục tiêu đang hoạt động trên mặt đất, bởi vì so với trình độ của Việt Nam hiện tại thì cải tiến trên hết sức đơn giản. Các chuyên gia người Việt Nam chỉ cần thay thế đầu dò radar chủ động bằng các loại đầu dò radar, khớp ảnh địa hình kết hợp với hệ thống định vị là xong. Và nếu như các dự án tên lửa KCT-15 phải nhờ Nga chuyển giao công nghệ, thì dự án tên lửa VMC-01 lại khác. Nó được sản xuất bởi Viện Hàng không Vũ trụ Viettel khi tập đoàn này muốn chuyển đổi cơ cấu từ một công ty viễn thông truyền thống sang một công ty tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao. Theo các nhà phân tích quan sát, thì tên lửa VMC-01 nhìn khá giống với KCT-15. Theo thông tin từ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam, Việt Nam đã sản xuất thành công 3.000 tên lửa phòng không tầm thấp, trong số đó 1.000 tên lửa phòng không tầm thấp vác vai SA-75M, 1.000 tên lửa phòng không tầm thấp vác vai SA-18 và 1.000 tên lửa phòng không tầm thấp bắn máy bay SA-16. Việc Việt Nam sản xuất thành công 3.000 tên lửa phòng không tầm thấp là một thành tựu quan trọng, thể hiện sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Đây cũng là một bước đi quan trọng trong việc nâng cao năng lực phòng thủ của Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông. Việc Việt Nam sản xuất thành công 3.000 tên lửa phòng không tầm thấp đã khiến Trung Quốc không khỏi sốt ruột. Trung Quốc coi Việt Nam là một mối đe dọa tiềm tàng đối với họ ở Biển Đông. Việc Việt Nam sản xuất thành công nhiều tên lửa phòng không tầm thấp sẽ khiến Trung Quốc khó khăn hơn trong việc kiểm soát Biển Đông. Tên lửa phòng không tầm thấp là một loại vũ khí quan trọng trong việc bảo vệ đất nước khỏi các cuộc tấn công bằng máy bay và trực thăng. Tên lửa phòng không tầm thấp có thể được sử dụng để bắn hạ máy bay và trực thăng ở độ cao thấp, khiến chúng khó có thể tấn công mục tiêu. Việt Nam hiện đang sử dụng nhiều loại tên lửa phòng không tầm thấp khác nhau, bao gồm tên lửa SA-75M, tên lửa SA-18 và tên lửa SA-16. Tên lửa SA-75M là một loại tên lửa phòng không tầm thấp vác vai có tầm bắn hiệu quả khoảng 4.000 m. Tên lửa SA-18 là một loại tên lửa phòng không tầm thấp vác vai có tầm bắn hiệu quả khoảng 5.000 m. Tên lửa SA-16 là một loại tên lửa phòng không tầm thấp bắn máy bay có tầm bắn hiệu quả khoảng 10.000 m. Tên lửa SA-75. Đây là một loại tên lửa phòng không tầm thấp vác vai được Liên Xô phát triển vào năm 1957. Tên lửa có tầm bắn hiệu quả khoảng 4.000 m, tốc độ tối đa 3.100 m trên giây và tải trọng đầu đạn 10 kg. Tên lửa được trang bị đầu đạn nổ phá mảnh, có khả năng gây sát thương cho máy bay và trực thăng ở độ cao thấp. Tên lửa SA-18. Đây là một loại tên lửa phòng không tầm thấp vác vai được Liên Xô phát triển vào năm 1970. Tên lửa có tầm bắn hiệu quả khoảng 5.000 m, tốc độ tối đa 4.000 m trên giây và tải trọng đầu đạn 10 kg. Tên lửa được trang bị đầu đạn nổ phá mảnh, có khả năng gây sát thương cho máy bay và trực thăng ở độ cao thấp. Tên lửa SA-16. Đây là một loại tên lửa phòng không tầm thấp bắn máy bay được Liên Xô phát triển vào năm 1960. Tên lửa có tầm bắn hiệu quả khoảng 10.000 m, tốc độ tối đa 6.000 m trên giây và tải trọng đầu đạn 16 kg. Tên lửa được trang bị đầu đạn nổ phá mảnh, có khả năng gây sát thương cho máy bay và trực thăng ở độ cao thấp. Việc Việt Nam sản xuất thành công 3.000 tên lửa phòng không tầm thấp là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao năng lực phòng thủ của Việt Nam. Đây cũng là một lời cảnh báo đối với Trung Quốc rằng Việt Nam sẽ không để Trung Quốc đe dọa chủ quyền của mình. Chứ còn gì nữa, đang xây dựng nhà máy to chà bá ngay cạnh nhà tôi này, thử tên lửa đều luôn. Thế giới biến động từng ngày, không tập trung cho sản xuất quốc phòng thì sợ đỡ không kịp. Việt Nam giỏi, quá giỏi như kit test. Hàng Việt Nam chất lượng cao mà lại, Viettel đúng là mãi đỉnh. Tóm lại, việc Việt Nam sản xuất thành công 3.000 tên lửa phòng không tầm thấp là một thành tựu quan trọng, thể hiện sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Đây cũng là một bước đi quan trọng trong việc nâng cao năng lực phòng thủ của Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay.